Bóng đá hôm nay ngày 11 tháng 10. Tuấn Anh báo tin vui. Mua tậu 8 tân binh. Messi nhắn nhủ Massa. Tuấn Anh báo tin vui cho cổ động viên Việt Nam. Tiếp đón Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo xếp Tuấn Anh đá chính. Tuấn Anh không phụ lòng tin của thầy Park khi cùng Hùng Dũng hợp thành bộ đôi tiền vệ ăn ý, vững chắc nơi tuyến giữa của tuyển Việt Nam. Trong suốt thời gian có mặt ở trên sân, Tuấn Anh di chuyển hợp lý, điều tiết lối chơi và tham gia phòng ngự từ xa hiệu quả. Đáng tiếc, Tuấn Anh bất ngờ gặp chấn thương ở hiệp 2 của trận đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Đức Huy. Hình ảnh camera cho thấy Tuấn Anh được băng bó chân ngồi trên băng ghế của tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Nhưng sáng ngày 11 tháng 10, Tuấn Anh đã thông báo tin vui khiến fan thở phào nhẹ nhõm. Mình ổn nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho cả đội, Tuấn Anh viết trên trang cá nhân Facebook. Được biết, Tuấn Anh bị chấn thương gân khuỷu đùi trái, mức độ không quá nặng và tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có thể góp mặt ở trận đấu với Indonesia vào ngày 15 tháng 10 tới. Hiện huấn luyện viên Park Hang-seo đang yêu cầu đội ngũ y tế chăm sóc đặc biệt cho Tuấn Anh. Mua vặt kế hoạch 3 năm, mua sắm lớn. Telegraph, nhật báo uy tín tại Anh dẫn nguồn tin nội bộ của MU đã tiết lộ chi tiết về kế hoạch mua sắm của quỷ đỏ trong tương lai. Theo nguồn tin này, cuộc họp ban lãnh đạo MU đã thống nhất về tầm nhìn 3 năm của đội bóng. Không vội vã, xây dựng một cách có hệ thống là chiến lược MU sẽ thực hiện, trong đó quỷ đỏ sẽ ưu tiên mua sắm để cải thiện sức mạnh lực lượng. MU dự tính trong năm 2020 và 2021, mỗi phiên chợ hè sẽ đem về câu lạc bộ 4 tân binh. Với biến động của MU thời điểm này, MU đang cân nhắc mua trước một tân binh vào phiên chợ đông để giải quyết khủng hoảng. Khả năng đó sẽ là một cái tên ở vị trí trung phong. Chưa rõ tổng ngân sách MU phục vụ cho chiến lược mua sắm lớn này. Hè 2019, họ đã chi tới 150 triệu bảng mua 3 tân binh. Với 150 triệu bảng tiêu riêng trong mùa hè này, tính ra MU đã chi tổng cộng 968 triệu bảng tiền mua sắm kể từ lần gần nhất vô địch ngoại hạng Anh vào năm 2013. Còn nếu tính từ lần gần nhất vô địch Champions League vào năm 2008, con số này lên tới 1,18 tỷ bảng. Messi bật đèn xanh cho Massa gia hạn. Mùa giải này, tương lai Lionel Messi tại Massa trở thành vấn đề được bàn tán nhiều khi một tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ anh được tự do rời Camp Nou nếu muốn. Cổ động viên Massa càng lo lắng hơn khi chủ tịch Josep Maria Bartra xác nhận thông tin trên. Hợp đồng mà chúng tôi ký với Messi cách đây 2 năm có thời hạn 4 năm. Trước mùa giải cuối cùng, 2020-2021, cậu ấy có thể rời Massa, giải nghệ hoặc chơi bóng ở đâu đó cậu ấy muốn. Đó là điều khoản giống Xavi Hernandez và Andres Iniesta. Tuy nhiên, Messi mới đây đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Trả lời phỏng vấn kênh RAC1, Messi đã bật đèn xanh về khả năng gia hạn hợp đồng với Massa. Nếu câu lạc bộ muốn tôi rất mừng. Ý tưởng của tôi là ở lại đây mãi mãi. Luôn như vậy và sẽ mãi như vậy, không có gì thay đổi cả, Messi thổ lộ. Zidane mâu thuẫn với sếp lớn Real Madrid vì Pogba. Trang ESPN loan tin chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid muốn chiêu mộ Christian Eriksen của Tottenham trong phiên chợ đông tháng 1 năm 2020. Eriksen theo ông Perez là phương án giá rẻ, chất lượng, sẽ giúp giải quyết được tình trạng chấn thương đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới lực lượng của Real Madrid. Vị chủ tịch này tin rằng chỉ với 30 triệu bảng, Real Madrid sẽ nhận được cái gật đầu của Tottenham bởi Eriksen chỉ còn hợp đồng tới hè 2020. Tuy nhiên, quan điểm của ông Perez không nhận được sự tán thành của huấn luyện viên Zidane. Không phải Eriksen, Paul Pogba mới là cầu thủ Zidane muốn có. Nhưng so với Eriksen, giá mua Pogba thời điểm này cao hơn rất nhiều lần. Chính bởi mâu thuẫn của huấn luyện viên và chủ tịch, Real Madrid vẫn chưa có động thái rõ ràng trong quá trình chiêu mộ Eriksen. Sự chậm chạp này dễ khiến mục tiêu của họ rơi vào một đội bóng khác. Sao trẻ Massa được phép khoác áo tuyển Tây Ban Nha? Tờ Marca đưa tin FIFA đã cho phép tài năng trẻ 16 tuổi Ansu Fati của câu lạc bộ Massa chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên,
Do thủ tục giấy tờ đến quá muộn nên anh không được tham dự trận đấu giữa đội U21 Tây Ban Nha và U21 Montenegro vào ngày 15 tháng 10 tới. Fati sinh ra ở Guinea-Bissau. Đến năm 2008, khi mới 6 tuổi, anh cùng gia đình chuyển tới Tây Ban Nha sinh sống. Fati mới nhập quốc tịch Tây Ban Nha hồi tháng 9.